Rồi, xin giới thiệu với anh em. Hôm nay mình lên một cái con Eva nha. Con Eva này nó có cái model là TBR210. Hình thức con đài đẹp xuất sắc anh em. Anh em mình thấy cái logo nè, nhìn chữ Eva rất là đẹp luôn ha. Rồi, đây là tông trầm ấm. Đây là volume. Đây là cần chuyển mạch nha. Cassette, radio và tắt off á, clip là chế độ nghỉ á. Con này có 3 băng sóng nha anh em, FM, SW và AM. Thì con này FM 90 thôi, Thanh Tú đã nâng lên 108 rồi. Đó, tình trạng anh em thấy nè. Đây là nút like. Khi mình mở radio thì mình bấm nó thì nó sẽ cháy đèn. Ban đêm á, đèn này là đèn sợi đốt cho nên là nó không được sáng như đèn LED đâu. Rồi, chữ auto stop, cassette rồi rất là rõ ràng ha. Đây là phần nhôm. Đây là viền nhôm nhưng mà đây nó có mặt nhôm luôn. Đó, nó bao trùm lên đây luôn này nè. Hiếm được con đài nào mà cái mặt nó đẹp như mới gì lắm nha anh em. Chữ hiển thị đây là 3 băng sóng nè. AM nè, SW, FM nè. Đó, phím cassette anh em nhìn thấy không? Như mới luôn ha anh em. Núm tôn ninh thì sáng bóng. Núm tôn ninh vào đài đây. Rất là sáng bóng luôn. Đây là cái viền nhôm. Mặt lo này là mặt lo nhôm luôn anh em. Nó sơn, nó làm có cái viền đen trắng chạy qua. Rất là đẹp luôn. Ở phía đây là một cái viền nó nhấn mạnh. Nó ốp. Rồi, bên hông đây cũng là má nhôm. Do vận chuyển nó có một số, một chỗ vài, chỗ chày nhỏ này anh em. Nhôm nó mềm lắm, dễ chày lắm cho nên là phải chịu thôi. Con đài thì mặt nhôm thì nó đẹp lắm đó. Nhưng mà nó có vết chày nha, có vết chày nhanh. Rồi, quay sách còn bóng đẹp ha. Quay sách này nó bằng gan mạ si. Rồi, anten luôn, anten nó là dạng anten giống, anten dấu. Rồi, anh em thấy nè. Cổng này là cổng AC 100V. Cổng này là adapter, cổng này là AUX. Bên đây má nhôm cũng rất là đẹp luôn. Cũng có một cái vết xước nhỏ đây ha. Rồi, ở phía sau đẹp như mới nha anh em. Đó, anh em thấy phía sau đẹp như mới. Chữ Eva TBR210. Nó chạy 5 cục pin tương đương với 7,5V. 5 cục pin đại. Rồi, thông số kỹ thuật nó nằm đây. Phía sau đẹp như mới nha anh em. Nghiêng cho anh em xem nè. Rất là đẹp luôn. Phần nhựa đây là màu đen. Rồi, tình trạng đẹp con đài này đẹp gần như xuất sắc. Hai bên má hồi thì hơi bị nhầm một chút, do là có vận chuyển nó va chạm nhôm đó, nó hơi nhầm một chút. Nhưng mà nhầm thì nói để cho anh em biết vậy thôi, nhưng nó rất là đẹp. Không ảnh hưởng gì cả. Còn cái má nhôm mà còn đẹp gì là xuất sắc rồi đó anh em. Rồi, bây giờ Thanh Tú test trước tiên là Lion. Bây giờ split này là nghỉ nè. Radio nè. Cắm cổng Lion rồi. AUX thì mình mở radio là mình sử dụng nha anh em. Đó, cắm rồi đó. Rồi bây giờ Thanh Tú mở nè. Tắt nè, mở nè. Trên tay lá thư xem những lời buông em riêng. Bâng khuâng nỗi đau tan vỡ mộng hai đứa mình. Khi xưa hai đứa chung tình yêu nhau cho đến đời. Trần gian mộ thương đưa lối bắt khi ta cách xa anh nhớ hoài lời em nói, xin thương nhớ nhau cho đến bạc hai mái đầu. Anh đi em hứa em chờ tương lai. Ban đêm á ánh sáng mới giỏi được. Bây giờ ánh sáng ngoài trời lớn quá nên là bấm đèn like không thấy. Rồi, test lay-in cho anh em biết là nó hoạt động lay-in rất là tốt. Con này thiết kế rất là cổ điển mà nó nhìn rất là đẹp anh em. Nhìn là không chơi đâu được.
Ai mà mê Aiva thì nhìn con này, Aiva cổ này thì sao xuyến thôi. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test radio đang chế độ FM nè, kéo anten lên. Đó, anten nó cao gần cả mét cho anh em. Đó, anh em cao gần gần cái đỉnh đầu luôn. Đây là kênh FM Cộng hòa xã hội chủ nghĩa FM nè nha. Trở về chế độ ban đầu để chỉnh cho anh em. FM là full 108 rồi. Trong khách quảng si protein chân phía kỳ tầng P ban với đâm lại cấp bố nơi ca phí hoạt lõi. Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo, có lời thì giá lúa được thu mua phải đảm bảo cao hơn giá thị trường và tương xứng với giá trị hạt lúa và công sức của người nông dân bỏ ra. Anh em nghe được âm thanh đó. Tuy nhiên, theo ý kiến của những con này lo bầu dục móng 500 năm móng ngựa từ móng ngựa anh em, cho nên là lo nó cho ra chất âm rất là tốt. Lý Lưu Ninh, Đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Cần thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Rất là nhiều đài luôn anh em thấy không? Nhất là có đài, nhất là có đài. Trong quý 1 chỉ đạt. Đài nào hơi xa thì tín hiệu nó hơi nhỏ một chút. Đài nào gần thì nó mạnh. Và các bạn nghe chúng tôi tiếp chuyển Đài Tiếng Nói Việt Nam. À, tới giờ tiếp chuyển rồi đó. Đang chuyển hệ thống kênh nào là ông Văn Sĩ Sơn, người đã có nhiều năm gắn bó với sông Lam Nghệ An, vì thế rất am hiểu bóng đá xứ Nghệ. Gõ lắm. Cuối tuần này giải Futsal HD Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp đồng chí Lưu Ninh, Bí thư Đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Rất là xuất sắc. Thông tin luôn. Chi tiết của quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Anh đạt thỏa thuận tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Rồi tiếp theo, Phần Lan sẽ lại bị loại ra. Và sau hơn 4 năm kể từ Reputation Stadium Tour thì The Eras Tour là chuyến lưu diễn tiếp theo mà. Minister Councillor Lê Thị Minh Hoa, Deputy Permanent Representative of Vietnam to the United Nations, has called for a comprehensive and all society approach to sustainable waste management. Rồi, chuyển sang kênh này, em nghe anh em. Sông Đạ Chanh Hoạt Bình Chi à? Tì môi. Đó, hai em đó. Một cạnh tranh giành suất ở đội tuyển cờ tướng Việt Nam đang rất quyết liệt. Bên cạnh đó, Liên đoàn cờ tướng Việt Nam cũng lên kế hoạch kỹ lưỡng. Tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, củng cố niềm tin của nhân dân. Vietcombank cũng là ngân hàng tiên phong trong thực hiện các chủ trương. Công nghệ thông tin bảo đảm cho các đài 610 kHz của Hồ Chí Minh nè anh em. Pháp luật của người dân, của các cơ rồi, quan test đất luôn nè. Kiểm tra đất đất thì tiếng Anh không ạ. This war defies any reason. Chính kiến Mỹ lại lên tề thương mại thế kỷ 21, đối thoại đối tác cùng bên kinh tế đại dương Mỹ và chính phủ ở Việt Nam lần hy vọng tiếp tục khai thác mã mậu dịch bản lai giữa Đài Loan và Mỹ, gỡ bỏ những khó khăn thương mại. Tổng thống Thái Anh Văn ngã quá cảnh tại Mỹ trong chuyến đi công du của mình ngày 30 tháng. Đảng giới chỉ chịu chuyến nhập cải khảo cửa phòng được họ tuyển ngang. Rồi như vậy là AM, FM, SW đồng hoạt động hoàn hảo hết nha anh em. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test băng, cassette. Rồi, test mở nhạc, miếng nhạc đi. Rồi trước tiên test nhạc thì tua nè. Quan trọng mấy con Eva cổ này là tua lùi. Đó, tua lùi được là mới ok. Đó anh em thấy không, tua lùi nè. Tua tới nè.
đúng không? Tôi tới nè, tôi lồi nè, play nè. Đem cánh tay vẫy vùng ngày mai, người đi đem dân ca, tiếng hò miền Trung về miền Nam cho nhau nghe những lời thơ. Stop ói bằng ga luôn. Bộ cơ này nó auto stop mạnh lắm. Đó, anh em thấy không? Mê, rất là mê cái bộ cơ này. Anh em nào có chơi Ava thì biết rồi đó. Bộ cơ này nó từ auto stop nó nhảy nó ói bằng ga rất là hay. Tua nè. Tua tới nè. Tua lùi nè. Play nè. Nhưng mà mẹ thường ở như chỉ mới vài 3 tháng. Mẹ vẫn còn nhớ như in trong trí ngày cha con vẫn còn phụng ra đi. Cha con nói chuyến đi này là chuyến buông sâu chốn. Không ngờ câu nói ấy đã thành sự thật, vì chiếc thuyền buông bị nhẫn đắm bởi phong ba. Giữa sông Hoàng Hà một khi buổi mẹ khóc suốt đêm ngày khi vừa nghe được hung tin, vừa xét đánh như bên tay. 17 năm trôi qua như giấc mộng, những kẻ ra đi đã chết lâu rồi, mẹ còn nhắc lại làm gì? Không hiểu sao lòng mẹ vẫn quan mang như họ còn sống ở dương gian, và tâm linh từng phút cứ bảo rằng sẽ có ngày được khi tương cùng. Xin lão bà giữ trọn niềm hy vọng, làm y sông tôi vào đông. Kìa, ông là ai? Tôi là thầy thuốc. Ông là người Mông Cổ? Tôi là... Dù ông là gì đi nữa thì chúng tôi vẫn ghê tởm và khinh khi người Mông Cổ. Tôi biết người Mông Cổ đang xâm lấn đất đai này. Tôi cũng đang đau xót như tất cả dân Tây Hạ đều đau xót. Ông nói gì? Tôi nói mà không, hình như đó chỉ là bản tính tự nhiên của người thầy thuốc. Lòng chỉ muốn cứu người cho nên đau xót trước cảnh giết người. Cảm ơn ông.
dân Tây Hạ chưa cần đến lòng thương hại của người Mông Cổ. Ông hãy đi đi. Cô nương, ông muốn nói gì nữa? Tự nhiên sao tôi nghe lòng mình rộn rã, muốn gào thét lên một điều gì đó, nhưng rồi tôi vẫn phải ngậm cầm. Thèm được nghe thêm đoạn. Rồi, bây giờ xin trở bài lại nè. Trở bài lại hả? Đài vừa đẹp mà vừa hoạt động hoàn hảo. Anh em nhìn thấy nè, đẹp lắm. Hiếm chiếc đài nào mà được xuất sắc như vậy lắm anh em ơi. Rồi mà anh em giao lưu nha, có thích đó thì liên hệ với Thanh Tú qua số điện thoại 0919073813. Kết nối Zalo 0919073813 để gửi hình ảnh chi tiết cho anh em từng góc cạnh luôn nha. Rồi xin chào nha.